Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói đến một thành phần rất là quan trọng trong bảng cân đối kế toán, đó chính là nguồn vốn. Thì nguồn vốn là cái nguồn tạo ra tài sản của đơn vị doanh nghiệp của chúng ta. Và nguồn vốn của chúng ta thì có hai phần, đó chính là nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Thì cái nợ phải trả ở đây là cái khoản nợ của chúng ta mà phải chúng ta xác định đến cái ngày có cái ngày phải trả xác định và chúng ta phải chịu lãi suất. Và chúng ta sẽ lấy tiền từ đâu trong hai cái nguồn chủ trong hai cái nguồn là vốn chủ sở hữu và nợ phải trả này. Thì ở chủ vốn về phần chủ nợ thì chúng ta có vay ngân về chủ nợ thì chúng ta phải vay ngân ví dụ như ta vay ngân hàng thì lãi suất ngân hàng chúng ta tính khoảng từ 15 đến 25% trên một năm. Thì nếu khi chúng ta vay 100 triệu thì chúng ta vay 100 triệu và chúng ta trả trong một năm thì một tháng chúng ta sẽ trả tiền gốc là 8,3 triệu cộng thêm tiền lãi là tiền thế chấp là 1,3 triệu là một tháng chúng ta phải cộng chúng ta phải trả 8,3 triệu cộng thêm 1,3 triệu tiền hàng tháng. Và về phần cổ đông thì chúng ta tiền của chúng ta lấy từ gọi vốn từ các cổ đông và cái lãi suất này sẽ là 20% một năm. Và khi chúng ta có 100 triệu tiền từ cổ đông thì chúng ta sẽ phải trả lãi 20% trên một năm. Và về phần nợ phải trả thì là cái khoản nợ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh ra từ những cái giao dịch hoặc phát sinh ra từ những cái sự kiện mà doanh nghiệp đã trải qua và doanh nghiệp phải thanh toán trong tương lai. Và cái nợ phải trả này thể hiện cái quyền kiểm soát của chủ nợ đối với doanh nghiệp, đối với người vay. Và ví dụ như là chúng ta doanh nghiệp của chúng ta đi vay ngân hàng này, chúng ta phải trả tiền cho người bán này, chúng ta phải hoặc là những cái khoản từ phát sinh hoặc là những cái khoản nợ từ trái phiếu phát hành này. Và cái điều kiện để chúng ta ghi nhận cái khoản nợ phải trả này trong bảng cân đối kế toán là chúng ta thì là khi chắc chắn doanh nghiệp của chúng ta phải dùng một cái lượng tiền nào đấy phải để trang trải cho cái những cái nghĩa vụ của công ty, ví dụ như là tiền hợp đồng này, tiền hóa đơn này, hoặc là các cái khoản nợ phải được xác định một cách rõ ràng và đáng tin cậy. Ví dụ như là chúng ta phải được ghi nhận đồng thời trong cái thời điểm mà chúng ta thanh toán khoản nợ này. Và điều gì xảy ra nếu chúng ta không có một trong hai cái điều kiện mà tôi vừa nhắc ở trên thì vốn chủ sở hữu sẽ là những cái giá trị vốn của doanh nghiệp và được tính bằng cái số chênh lệch giữa tổng giá trị tài sản và cái nợ phải trả. Thì cái vốn chủ sở hữu này thì thể hiện cái quyền sở hữu của chủ sở hữu là cụ thể nhất là các cái vị cổ đông, các cái nhà đầu tư đối với đầu tư tiền tài sản cho doanh nghiệp của chúng ta. Thì cái nợ cái vốn chủ sở hữu này thì bao gồm cái vốn chủ sở hữu này thì là công ty của chúng ta có lãi thì chúng ta có thể là chúng ta không chia cổ tức, nhưng mà khi chúng ta công ty của chúng ta lỗ thì chắc chắn chúng ta phải chia cổ tức. Thì giải thích cái điều này vì sao, thì khi công ty của chúng ta lãi thì các cái người cổ đông này có thể là họ không cần chia cổ tức ngay trong năm thứ nhất, năm thứ hai, và họ sẽ để cái tiền họ sẽ để lại cái tiền lãi của công ty lại để góp vào cái vốn chủ sở hữu để tăng để phát triển công ty lên. Nhưng mà khi mà một công ty lỗ thì chúng ta chắc chắn phải chia cái tiền lãi thì cái tiền lãi đấy ở đâu ạ? Tiền lãi đấy là những cái tiền lãi chưa phân phối từ những cái năm trước của doanh nghiệp đã tích lũy được mà chưa phân chia cho các cổ đông. Thì đến cái năm lỗ này thì chúng ta phải phân chia cho các cái cổ đông. Và cái vốn chủ sở hữu này thì gồm có vốn gốc của chủ sở hữu và lợi nhuận được giữ lại, như cái phần tôi vừa nói là lợi nhuận giữ lại từ những cái năm trước mà chưa phân phát cho các cổ đông ấy. Thì chúng ta có một cái công thức tính là tổng doanh thu trừ tổng chi phí thì sẽ ra lợi nhuận dòng này, hoặc là có thể là khi công ty lỗ thì nó là gọi là cái khoản lỗ ròng của cái kỳ kế toán mà chúng ta báo cáo trong bảng uh, báo cáo
báo cáo kế toán, và cái lợi nhuận giữ lại thì của chúng ta sẽ bằng cái lợi nhuận giữ lại bằng sẽ bằng cái lợi nhuận giữ lại của đầu kỳ cộng là trừ đi cho cái lợi nhuận ròng, cộng cho lợi nhuận ròng hoặc là trừ đi cái phần âm là phần lỗ ròng của cái kỳ kế toán đó. Và cái cổ tức và cái cổ tức chúng ta phải trả trong kỳ và chúng ta phải thay trong doanh nghiệp thì chúng ta thường xuyên thay đổi vốn chủ sở hữu, có thể là tăng có thể là giảm, và cái lợi cái kết quả hoạt động kinh doanh ấy, thì chúng ta còn có thu nhập, thì thu nhập là tổng tổng các cái giá trị lợi nhuận kinh tế mà chúng ta thu lại được trong kỳ kinh doanh, và các cái phát sinh từ hoạt động sản xuất này, hoạt động kinh doanh này, hoặc là những cái phần vốn góp góp vốn của các cái chủ sở hữu, hoặc là những cái tiền mà không bao gồm cái những cái khoản mà không bao gồm những cái khoản không bao gồm tiền là những cái khoản vốn góp của chủ sở hữu hoặc là của cổ đông. Và cái trong cái kết quả hoạt động kinh trong cái thu nhập này thì chúng ta gồm có doanh thu là những cái khoản thu nhập về từ bán hàng này, từ cái khoản cung cấp dịch vụ của công ty này, hoặc là từ cái thu nhập có lãi hoặc là cổ tức, và cái phần thu nhập khác. Và trong cái kết quả hoạt động kinh doanh này thì gồm còn có phần chi phí, thì chi phí là tổng các giá trị tài khoản tổng các giá trị tài sản mà làm giảm đi cái lợi ích kinh tế của doanh nghiệp trong cái kỳ kế toán đó. Và cái chi phí này dưới các hình thức như là các cái khoản tiền chúng ta phải chi ra để duy trì doanh nghiệp, để phát triển doanh nghiệp, hoặc là thứ hai là các cái khoản phát sinh ra từ các cái khoản nợ, thứ ba là các cái khoản khấu hao tài sản cố định chẳng hạn, hoặc là các cái phân bố tài sản. Thứ tư đó trong cái kết quả hoạt động kinh doanh ấy thì chúng ta có những cái tác động làm giảm vốn của chủ sở hữu, và nó sẽ không bao gồm những cái khoản rút khoản mà cái người cổ đông rút vốn, hoặc là phân chia cái lãi cho cổ đông, thì cái tiền bỏ ra này nó không được tính làm cái chi phí trong cái bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Và vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn cái phần nguồn vốn trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi.